Chào mấy bạn, lại là tôi đây. Game hay thế giới của mọi người đây. Không biết hôm nay tôi sẽ hóa thân thành thứ gì nữa, nhưng có vẻ rất quen thuộc. Có hai cái lo trên đầu nữa kìa. Thì ra tôi là một con quái vật đầu lo, Siren Head. Mẹ ơi mẹ, chúc con đói quá à. Mẹ làm sushi cho chúc con ăn đi. Ồ, để ý kỹ mới thấy có những con quái vật đầu lo nhỏ. Nó có đi theo tôi không à? Rốt cuộc bọn chúng là ai chứ? Trời đất ơi, mẹ bỏ nhà theo trai, rồi kết quả ăn chơi cho cố, cái bụng nó bự thình lình ra, bây giờ đẻ ra chúng con rồi định chối bỏ hả? Cái gì vậy? Không lẽ hôm nay tôi hóa thân thành một con Siren Head mẹ đơn thân hả? Đúng rồi, chính xác, chuẩn men. Tôi được rồi, các con im lặng đi, để mẹ đi kiếm thịt và làm sushi cho các con ăn. Mẹ ơi, con mất tè quá à, con bị ướt quần rồi. Cố gắng chịu một tí đi, lát nữa mẹ qua mẹ thay tả cho. Cái gì nữa, mấy con trật tự lại một tí đi. Trời đất ơi, mới làm mẹ chưa đầy 5 phút nữa mà tôi trọn vẹn stress mất rồi. Được rồi, các con lại đây, đứa nào mất tè mất y lại đây mẹ thay quần cho. Hả? Đâu rồi? Đâu hết rồi? Mấy con ơi, không lẽ con T-Rex kia ăn thịt mấy con của mình hay sao? Ổn kim, mau nhả mấy con của tao ra. Cái gì vậy trời? Đang đau bụng định chạy ra cái bụi này để đi vệ sinh, tự nhiên đổ thừa à? Ngươi đừng có chơi. Mau thả con ta ra. Hả? Trong bụng của nó không có con của mình. Con ơi. Mình phải tìm được chúng đó. Đi. Bà chị quái vật đầu lo, sao bà khóc dữ vậy? Bộ bài bị chồng đánh hả? Không phải. Con của tôi tự nhiên biến mất à. Tôi không biết tìm bọn chúng ở đâu hết. Trời đất ơi, thì ra là vậy. Dạo gần đây ở khu vực này chỉ con hay bị bắt cóc lắm. Lũ bắt cóc đó là lũ sâu tử thần ở Hưng Nam kia kìa. Nhưng mà chị đừng có đến đó, nguy hiểm lắm. Không, tôi phải đến đó cứu con của mình. Dừng lại đi, chị đừng có đi. Tôi không sợ đâu. Mặc dù lũ con của tôi suốt ngày cứ đòi ăn, đòi ị, đòi ngủ, đòi cô gái đến chứ, nhưng thiếu vắng bọn chúng tôi cảm thấy cô đơn lắm. Tôi cũng nhanh chóng bò thật nhanh, đi rất rất nhiều ngày, cứ đâm đầu như thế tới hướng nam. Cuối cùng tôi cũng đã tới được mảnh đất của loài sâu tử thần. Chuyện gì nữa vậy? Sao lũ sâu tử thần ở đây chết hết rồi? Vậy những đứa con thân yêu của tôi đang ở đâu chứ? Ở kia là những thứ sinh vật gì nữa vậy? Ôi trời đất ơi, là lũ bò cạp độc khổng lồ. Không lẽ chính lũ bò cạp này đã giết lũ sâu tử thần? Nhìn kìa anh em, lại xuất hiện một con quái vật si đa hụt vịt lộn khổng lồ với hai cái lọ trên đầu nữa kìa. Mau tới đó xé xác nó đi. Chết đi, tránh xa tao ra. Chúng mày tránh xa tao ra. Đây mọi người, mau chích độc vào trái ớt của nó. Nó là con cái, chích vào mông của nó thôi. Chúng ta sẽ đem nó về chung với hai con quái vật đầu lo kia luôn. Cái gì? Các người còn bắt thêm những con quái vật đầu lo khác nữa à? Không lẽ đó là con của mình? Chết đi! Chết ra đi! Các con ơi! Mẹ ơi! Hả? Mẹ đang ở đâu vậy? Giọng nói, sao nghe quen thuộc quá vậy? Đúng rồi, là đứa con trai đầu của mình. Con ơi! Hả? Sao lại xuất hiện một con quái vật đầu lo lớn ở đây? Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Đúng là mẹ rồi. Mẹ ơi, là con đây. Con trai đầu của mẹ đây. Giọng nói thì đúng là con của ta rồi, nhưng thân hình của con ta lúc trước nhỏ lắm, còn ngươi thì bây giờ đã lớn. Lúc con bị lũ sâu tử thần bắt về đây, bọn chúng cho con ăn một thứ nấm rất đặc biệt,
để mong người của con mặc ra để bầu chúng ăn thịt. Nhưng thật không ngờ người con càng ngày càng cao. Hả? Mẹ con là con thấy đầu của mẹ rồi. Con ơi, mau mau theo mẹ, theo mẹ. Con xin lỗi mẹ, cơ thể của con sau khi ăn thứ nấm độc tăng trưởng đâu vào, người bụng rỗng thôi. Bây giờ con chỉ chờ chết mà thôi. Không, không. Mẹ, mẹ đừng buồn, mau đi giải cứu hai em trai của con đi. À, đúng rồi, còn hai em trai của con nữa. Con biết bọn chúng đang ở đâu không? Bọn chúng bị lũ bò cạp độc bắt đi rồi. Mẹ nhanh lên, đi tìm đi. À! Không, không, hai ơi, hai ơi. Được rồi, mẹ hứa với con, mẹ sẽ tìm được hai em trai của con. Tôi lại tiếp tục lên đường, cứ bò mãi, vừa bò vừa đánh mùi hơi độc của lũ bò cạp. Cuối cùng tôi cũng đã tới được một khu vực nơi mà lũ bò cạp độc khổng lồ đang ngự trị. Ủa, chuyện gì đó vậy? Sao bọn chúng lại chết la liệt? Không lẽ lại có một loài khác đã tới sang bằng lũ bò cạp rồi bắt con của mình đi hay sao? Không, không. Mẹ con của tôi sống hiền lành. Trời đất ơi, có làm hại ai bao giờ, có chơi xấu ai bao giờ đâu. Thỉnh thoảng chỉ đi nói xấu bà hàng xóm tí thôi mà. Sao mà bây giờ ông chơi tàn nhẫn, bắt mẹ con tôi phải xa nhau như thế này. Hả? Là tiếng của một con quái vật đầu lọt hả? Đúng rồi, chắc chắn đó là con của mình. Giết là giết hết, ăn thịt hết. Đúng rồi, là giọng nói của đứa con thứ hai của mình. Này, con trai, mẹ đi nè, sao con không nhận ra mẹ vậy? Chết đi, ta sẽ giết các người, ta sẽ giết hết. Không, con trai của tôi bị gì thế này? Không lẽ lũ bò cạp đó đã tiêm độc vào trong người của nó, khiến nó điên loạn hay sao? Trời ơi, tránh xa tôi ra, con mụ già xấu xí kìa. Ta sẽ giết người, ta sẽ ăn thịt người, nghe mát người. Trời ơi, con của tôi sao lại trở thành thứ kinh dị gớm ghiếc này? Ngay cả bản thân mẹ đó, mẹ nó cũng muốn giết. Không được, mình phải ngăn cản con của mình lại. Mình phải làm cho nó tỉnh lại. Nếu mà nó cứ như vậy, thà mình giết nó còn hơn. Giết, các người làm ta đau, ta sẽ giết hết các người, xé xác các người, nuốt chửng các người. Chết đi. Không, dừng lại đi con của mẹ. Con quá đáng lắm rồi. Vậy thì mẹ sẽ đánh bại con, mẹ sẽ khống chế con, rồi sau đó chữa bệnh cho con. Con ơi, con có sao không? Con tỉnh lại đi. Là mẹ phải không? Đúng rồi, mẹ đi. Hay quá, con trai của mẹ tỉnh rồi. Nhanh lên, mẹ sẽ giải độc cho con. Không kịp rồi mẹ. Lũ bò cạp bắt con về đây, chích độc vào người của con, khiến con điên loạn lên và trở nên như thế này. Bây giờ người con đã không chịu nổi nữa. Trời ơi là trời, sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Bây giờ lại đứa thứ hai sắp chết nữa rồi. Mẹ ơi, mau đi cứu thằng Út đi. Nó cũng bị bắt về đây, nhưng nó lên trốn được. Đúng rồi, còn thằng Út nữa, con biết giờ nó đang ở đâu không? Nó chạy về hướng của một ngọn núi lửa rất lớn ở phía trước đó mẹ. Không được, mình không được yếu lòng. Còn một thằng con nữa, mình nhất quyết phải cứu được nó. Tôi cũng ba chừng bốn cẳng, bò thật nhanh, lại tiếp tục ngày đêm di chuyển.
Cuối cùng tôi cũng từ chân núi của một ngọn núi lửa bò lên trên đỉnh. Cứ bò mãi và vô cùng trong quên, đất đá lăn xuống liên tục. Tôi cũng né tránh với ý chí muốn cứu con của mình. Tôi không hề bỏ cuộc, nhưng có vẻ tôi lại gặp rắc rối lớn hơn. Này này này, thứ kỳ lạ có cái đầu lo kia, mau cút đi. Nói đây là lãnh địa của bọn ta, lên đây bọn ta sẽ xé xác người đó. Hả? Xin các người làm ơn cho tôi đi lên đỉnh núi tìm con trai của tôi. Con trai của tôi cũng giống như tôi vậy, là một quái vật đầu lo. Cái gì? Ngươi lên đây tìm con trai của ngươi à? Đừng tìm nữa, chắc có lẽ bị bọn ta ăn thịt rồi. Chết tiệt, ta sẽ báo thù cho con trai của ta. À, ngươi đang cãi ngứa cho ta à? Vậy được, để ta tiễn ngươi xuống gặp con của ngươi ở dưới địa ngục nha. Chết đi. Không hay rồi, đông quá, đông quá. Con ơi, con ơi, con đang ở đâu? Mình chưa chết, nhưng người mình đau quá. Hả? Sao bọn chúng không xé xác mình chứ? Dường như bọn chúng đang đánh nhau với ai đó. Hả? Tiếng của quái vật đầu lo đồng loại của mình. Đúng rồi, không lẽ là con của mình hay sao? Con của mình còn sống. Chết tiệt, mày ở đâu chui ra vậy? Tao gặp nạn là trốn lên đây từ rất lâu rồi. Tao thấy đồng loại của chúng mày rất độc ác, nên tao đã lén giết từng con để ăn thịt. Không ngờ tao lại hấp thu nguồn sức mạnh lửa của tụi bay, nên bây giờ tao trở nên như thế này đây. Thằng khốn, thì ra mày là sinh vật bí ẩn đã khiến cho thành viên của chúng tao bị chết dần chết dần. Thì sao nào, nói nhiều quá, chết đi. Còn thêm vài con nữa, cái ngọn núi lửa này sẽ thuộc về ta. Con trai à? Có phải là con không? Có phải là út của mẹ không? Là tiếng của mẹ. Đúng rồi. Mẹ ở đây nè. Trời đất ơi, trông con to lớn và mạnh mẽ quá. Mẹ ơi, con đã lén trốn lên đây, sau đó tấn công những sinh vật dữ tợn ở đây và ăn thịt bọn chúng đó. Mẹ biết rồi, hồi nãy mẹ có nghe con vừa chiến đấu vừa nói. hay lắm. Nhưng mà hai anh trai của con đều chết hết rồi. Không. Mẹ ơi. Bây giờ chắc có lẽ mẹ cũng không sống nổi đâu. Mẹ quá mệt mỏi rồi, nhưng mẹ rất tự hào về con. Con không muốn mẹ chết đâu, mẹ phải sống với con. Mẹ bị thương nặng lắm rồi, thôi con hãy tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Chào con, mẹ đi đây.